đình. Thì hồi sáng á, là tụi tôi ở đây đi toilet nè, dừng chân ở đây xong bắt đầu mình ra một cái bờ suối ngoài kia mình cắm trại, mình nướng thịt ngoài đó. Thì bây giờ tụi tôi xuống dưới là ra lại đây. Ở đây bắt đầu mình sẽ xếp hàng, mình bắt xe buýt. Đón xe buýt mình đi lên cái khu Kamikochi trên kia. Thì ở đây là đang xếp hàng đợi xe buýt lại. Thì sau khi đi xe buýt vô đây á, chạy cũng được vài cây á. Vô đây cảnh đẹp lắm. Núi trên đây cao lắm, nhìn thấy sương luôn á, thấy mây luôn. Thì hồi nãy xe buýt đi trên cái đường đi vô đây á, nó sẽ có những cái chặn là khi qua cái đường hầm rồi á, là sẽ có một cái những cái chặn nó lót đường sẵn cho mình đi bộ luôn cũng có. Nên mọi người quyết định là mình đi thẳng xe buýt vô trong này luôn, rồi mình đi chơi vòng vòng trong này là có thể gì mình đi bộ đi ngược ra, nó sẽ hay hơn là mình đi bộ từ trong kia vô này thì nó sẽ mệt hơn. Đó là như thế. Thì bây giờ tôi đi vô đây trước đi. Là có gì đi, bên này nó có những cái đường đi bộ, rồi đi một quãng nó sẽ có những cái ghế cho mình ngồi nghỉ mệt nữa. Nó lót đường đi cho mình sạch sẽ luôn, không có dơ chân chỗ nào hết. Rất là tiện. Để một lát ra cảnh núi ngoài kia hùng vĩ thì tôi làm tiếp nha. Quay tiếp. Ok. Ở đây thì chắc cái giống như là cái khu trạm dừng chân rồi đi toilet vệ sinh rồi ăn uống trong này á. Nó có trạm nghỉ, trong này nó có nhiều trạm trong này lắm. Ở đây á là lại hỏi nhân viên để xin cái tấm bản đồ thì nhân viên mới tư vấn cho mình rõ ràng nhiệt tình luôn. Thì cái tấm bản đồ thì giá 100 yên. Thì thôi cũng mua một tấm bản đồ đó. Thì ở đây là nó có một cái mô hình của cái nguyên cái khu núi này. Nó có nhiều chỗ để đi lắm. Để tôi quay sơ cái nha. Nó có những cái địa điểm cho mình leo núi lên đó. Nhìn rộng lắm. Đây. Thì cái khu ở đây nó giống như là cái chỗ để mình đi toilet với bán quầy lưu niệm á, chứ không có nghỉ ngơi. Rồi những cái địa điểm mình đi nó sẽ có chụp hình đồ ảnh ở đây hết. Còn bên kia thì sẽ là ăn uống. Nên thôi rồi, lấy băng đồ xong thì tôi sẽ đi. Thì ở ngoài rừng này á, nó có một cái bảng thông báo để chỉ dẫn đường mình đi. Thì cái người nhân viên đó tư vấn nói á, thì ở đây nếu như mình đi bộ hết ở đây là có thể đi cả ngày cũng không hết nữa. Nó rộng, cực kỳ rộng luôn. Thì có cái tôi định có coi một cái chỗ để mình đến á, thì đây đi bộ ra đó khoảng 1 tiếng. Thì đi 1 tiếng và về sẽ 1 tiếng. Thì khoảng đó nên bây giờ là có thể là sẽ mua đồ ăn, nước với bánh mì mình đem theo ra ngoài đó ăn. Có thể hoặc là ra ngoài đó mình ăn luôn. Nên tùy theo hướng đó thì bây giờ tôi sẽ quyết định hỏi ý quyết định lại rồi tôi sẽ tiếp tục hành trình. Ok. Hello, tươi lên. Tươi lên. Mạ ơi, con đang đi. Đi này đi mà áo mưa hay sao bích chạch vậy? Đây là cái đường đi bộ nè. Đi cái chặng trong này nhiều người đi đông lắm. Thì đi trong này chắc đi sáng giờ thì sáng giờ người ta đi sớm á, vô trong đó xong người ta đi ra. Thì bây giờ tầm cũng là 1 giờ rưỡi á. Thì anh em tôi đi bộ vô đó tầm 1 tiếng đi, 1 tiếng xong vô đó thì có thể ăn uống xong rồi đi ngược lại ra. Thì có thể là mình lên xe là tầm là khoảng 4 giờ chiều khoảng đó. Khoảng đó thì mình lên xe rồi mình về rồi cũng giữa tầm rồi. Thì ở đây thì cũng còn đang trong rừng nên chưa thấy cái cảnh đẹp. Chỉ có ra ngoài bờ suối thấy thì nó sẽ được ổn hơn. Đây nè là có một cái trạm dừng chân nữa. Ở đây thì đông người, có một cái cầu bắc ngang qua dưới này thì có suối mà suối như là dắt cạn. Nãy tôi tắm rồi nên chắc không có xuống đây mà tắm nữa đâu. Cảnh ở đây đẹp này. Thì tôi nhớ cái cây cầu này, như cây cầu này tôi coi thông tin là nó xây lâu rồi đó, nó xây năm 1900 mấy á. Cây cầu này là giống như là cũng một phần biểu tượng ở đây luôn nè. Thì cái khu Kamikochi này nó giống, nó được mệnh danh là cái Thụy Sĩ của Nhật Bản. Thụy Sĩ ở Nhật Bản. Cái cảnh ở đây nó đẹp, nó giống như là cái Thụy Sĩ ở châu Âu vậy.
Thì đây là những cái thông tin mà tôi biết được thôi. Đi được một đoạn, ở đây nó có chỗ cắm trại. Mình đem liều bạc tới đây, mình cắm trại nghỉ trong này luôn. Ở bên đây thì nó có toilet, ở đây thì có nước, nước uống, nước rửa, vệ sinh luôn, đầy đủ hết, không có thiếu. Ở đây có cái liều trại thì ta dựng nữa nè, dựng nhiều lắm. Đem liều trại với võng nữa. Thoải mái, bên kế bên là suối luôn. Dưới suối này có mấy con vịt lội nữa. Đi bỏm. Thì cái ngay đây nó có cây cầu này cũng đẹp này. Nước trong khe nè. Từ từ đi xuống đây. Đây có con vịt này. Mấy con hả? Bảy ở đằng kia. Như một con ở đây nè. Một nè, một kia nè. Còn con dưới này nữa. Đó. Cái cầu. Cái cầu này bằng gỗ. Ở đây, đi vô rừng trong đây là có cái chuông. Đi mình phải đeo cái chuông theo để mình như là đuổi gấu. Chuông đây nè. Đó, lủng lẳng vậy nè. Đi nhiều khi có gấu thì nó bay lại. Thì cái này theo hướng dẫn tôi đọc ở trên cái website hướng dẫn du lịch về cái khu Kamikochi này nè. Nên thấy mọi người đeo chuông để đuổi gấu, không cho gấu nó đi lại. Khu đây cho cắm trại nhiều lắm, rất là thoải mái. Cái khu đây hình như nó chia ba phần. Một phần là khu rừng nguyên sinh, một phần thứ hai nữa là phần cái chỗ để chuyên mình cắm trại, và cái phần thứ ba là mình leo núi. Leo núi là mình đi sâu vào bên trong, là chuẩn bị dụng cụ rồi trang phục và dép nữa, rồi thức ăn. Mình leo núi lên trên luôn, thì cái đó là dành cho chinh phục leo núi. Thì ở đây đi thì tụi tôi đi cũng đi chặng ngắn thôi, đi chỉ tham quan xong rồi quay ra thôi, chứ không có đi leo núi ở trên. Cho nên mình đi ngắn xong rồi mình quay trở ra, nên không có mang theo đồ leo núi. Chỉ đi chụp cảnh mấy cái hồ và cảnh núi gì vậy thôi. Đây là mấy người đem gậy chắc đi núi xuống nè. On the left or on the right? Ok, tiếp tục. Túc tiếp, tiếp tục. Cảnh này đẹp nè. Cảnh này đẹp là nhìn đúng như cảnh châu Âu luôn. Thì hôm nay là ở phía nam Nhật Bản nó có bão á. Cho nên cái nhầm khi ở đây chắc cũng ảnh hưởng. Nên cái môi trường, cái bầu trời nó không có trong xanh. Nếu như ở đây trong xanh thì có thể nhìn thấy được mây ở trên luôn. Y nhìn thấy trời xanh, mây trắng. Còn như đây nó giống như sương mù, mây mù. Nên mình không có thấy được. Ở đây thì cảnh này quá tuyệt rồi. Ở đây thì người Nhật người ta cắm trại nè. Ở bên này thì có cái suối quá, đúng rồi, suối nhỏ. Thì mấy cái nước ở đây á, là nước này là ở trên núi là băng nó tan, mùa hè băng tan nên nước nó sẽ chảy xuống. Và nước ở đây là cực kỳ trong luôn, thông suốt. Thì nếu như mình đi lên sâu vô trong nữa thì đi sẽ cũng nửa tiếng hoặc một tiếng rồi mình sẽ gặp một cái hồ nó lớn. Thì một cái hồ lớn trong đó cảnh nó sẽ đẹp hơn là ở đây. Ở đây thì chỉ bình thường như vậy thôi, nó không có sông suối nhiều. Thì hồi nãy tôi cũng tắm ở ngoài kia rồi, cho nên thôi nước ở đây chắc cũng không tắm nữa. Dưới đây nó không có đẹp bằng cái cảnh chỗ tôi tắm hồi sáng. Chỗ tôi tắm với nướng thịt sáng thì nó đẹp hơn. Bên đây thì ở đây á, là nó có một cái giò nước á, cho uống miễn phí luôn. Thì cái giò nước đó thì xịt ra nước lạnh luôn á, nên mình đi vô đây khỏi cần mua nước mang theo, nước uống miễn phí, nước lạnh xanh ngon luôn. Thì ở đây thì tôi mua bánh bao ăn với uống nước, lấy sức là đi bộ ra ngoài rồi về luôn. Bây giờ cuối này đang quay về thì mọi người đang ở dưới kia đây, bây giờ đi xuống nữa là ra luôn. Ở đây thì nó có trạm dừng chân ở đây nè, nó bán đồ ăn nhiều lắm, người ta xếp hàng cũng đông nữa. Hồi nãy ngồi là không có bàn để mình ngồi luôn, mua phải ra ngoài bụi, ngồi bụi ở ngoài.
thì hồi nãy tôi vô cái tiền vé xe buýt đi vô thì vừa đi vô với lại khứ hồi luôn thì nó khoảng 2,4 cent một người. 2,4 cent là nó 2,400 yên, thì 1,000 yên thì nó khoảng là 100, như là nay yên xuống tôi nhớ nay chắc khoảng 1,000 yên, nó khoảng 165,000 tiền Việt khoảng đó, tôi nhớ là vậy. Không biết hôm nay nó có yên lên hay xuống thì cập nhật tạm thời nó vậy đi. Ok ăn. Thì bên này là cái chỗ mà mình bắt xe buýt lên để mình đi ra ngoài. Này là tụi tôi đi đường vòng, vòng để biết thêm cái khu này luôn. Hồi nãy là tụi tôi đi từ đây đi lên, từ đây qua. Còn bây giờ tụi tôi sẽ đi vòng dưới này, có một cái cầu bên này để bắt ngược qua lại. Đó, thì nên sẽ đi lên đây, ngược lại trên này thì sẽ bắt xe. Nên đi sẵn ở đây để khám phá luôn. Hồi nãy đi thì có gặp con khỉ. Có cái anh tài xế thì anh nói là ở đây thì cũng khỉ, chắc cũng vài chục con, cả trăm con. Nếu như đi thì sẽ có khi là gặp bầy khỉ. Còn ở đây thì nãy giờ đi chỉ gặp có một con thôi. Nãy gặp có một con ít quá nên tôi cũng không có quay. Thì ở bên đây là bên trái đây nè. Bên này hàng cây khuất rồi, mọi người nhìn không thấy không có rõ. Bên này nó có một cây, nó sẽ giống như một cây thành đá vậy. Nhưng mà ở trong nó là một cây, nó giống như là một cái viện bảo tàng hay gì. Nó quầy lưu niệm á, để bán mấy cái vật phẩm lưu niệm thôi. Còn bây giờ thì cuốc đi ra. Ra tới bến xe rồi thì bây giờ tụi tôi ra xe buýt lên xe về. Cảnh ở đây thiên nhiên hùng vĩ quá. Cái này á, cái điện thoại á, nó quay nhìn không có đẹp đâu, có bằng mắt thường ở bên ngoài á. Nó thật cái cảnh mình nhìn thấy cái cây cối với cảnh núi nó trồng tầng tầng lớp lớp rồi, nó trồng xa gần á, nhìn nó cảnh như 3D thật á, nó đẹp lắm. Còn trên quay lên đây tôi chỉ quay được một phần nào thôi. Ê, bây giờ cũng xuống được cái chỗ hồi sáng mà tụi tôi đứng đợi ở đây rồi, cái trạm dừng ở dưới này. Thì xếp hàng cũng thật sự là lâu á. Cái mình đứng xếp hàng để mình lên xe buýt xuống á là nó tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tụi tôi đứng là từ 3:45 mà tới gần như là 5:45 là mình mới lên được xe buýt. Là bây giờ khi mà xuống dưới cái trạm dừng này là chạy xuống đây là 6:18 rồi nè. Thì đứng cái hàng nó dài lắm, cái hàng nó gần như là 2 cây số mà xe buýt chạy liên tục luôn. Tại vì người đi lên cái khu núi Kama này nó nhiều lắm. Kamakuchi đi cái khu này, khu du lịch nổi tiếng mà, nó có này cũng nhiều năm rồi. Thì bây giờ mới xuống được. Thì bây giờ tụi tôi thì đợi xe lại thì mấy anh em tụi tôi về thôi, về nhà. Bây giờ nếu như về thì chắc có thể về không kịp tàu quá. Vậy không kịp tàu thì có thể tôi về lại Osaka, tôi ngủ ngủ ở nhà người bạn luôn. Xong rồi sáng ngày mai mới bắt tàu về. Tại vì ở đây thì nó 12 giờ là nó hết tàu rồi. 12 giờ thì không còn tàu nữa. Nên bây giờ về dưới thì có thể là xa, không có kịp. Thì nếu như mà tôi tính là từ nhà tôi ở Himeji á, mà đi lên tới cái khu trên này á, là nó tầm khoảng 415 cây số mà đi đường núi nha. 415 cây số có một đoạn khúc trên này thì đường núi thì nó cũng dài á, xa đó. Thì hơn chứ tầm khoảng 400 là như tới cái trạm dừng này nó sẽ là 415 cây số, mà từ cái trạm dừng ở đây mình đi lên trong cái khu núi trong kia nó tầm khoảng thêm 30 cây nữa. Khoảng đó. Thì hôm nay là một cái chuyến đi này nói chung thì cũng vui á. Đi buổi sáng thì mấy anh em mình nướng thịt ngoài đó thì rất là vui, nhưng mà mình hơi tiếc một cái là mình vô trong cái khu núi ở trong này á, mình đi du lịch thì nó mình không thể nào đi vô sâu và xa trong kia được, tại vì thời gian có giới hạn á.
rồi khi mà mình quay về thì lại xếp hàng, nó tốn thời gian quá nhiều. Tại vì cái ngày lễ người ta đi đông mà, đi đông lắm, đi đông nghẹt luôn ấy. Đi trong cái khu đó rộng lớn mà mình đi mình thấy người quá trời luôn, chi chích luôn. Nên thôi, tới đây thì cũng kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Tạm biệt mọi người. You see.